Dạ Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em. Một ngày mới an lành và hạnh phúc, em chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều may mắn. Và em xin cập nhật mộ của cầu năm buổi sáng cho cô chú anh chị xem ha. Và hiện tại em đang đứng trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cô chú anh chị. Và đây là mộ của cầu năm đó. Đây là bàn thờ của cầu năm nha. Ô Ngọc nó chạy đi đâu rồi ta? Ngọc. Đó cô chú anh chị, em sẽ cập nhật mộ của cậu năm buổi sáng cho cô chú anh chị xem ha. Wow, đẹp quá. Chị lao sao nước bệt với chị? Cái này nó nước mà. Sao không dắt bớt đi lao bệt lấy tấm khác dắt dắt đi rồi lao lao lại. Nước. Dắt nước đi rồi lao. Nó bệt quá kìa. Dắt nước mát chứ có gì đâu nè, mày lao là cái gì à? Đây nước mà. Cậu ơi lao xin cậu chiều chú trúng số cậu ơi. Cậu phù hộ cậu ơi. Phù hộ cho trúng số rồi chị em con làm từ thiện. Chị con bỏ mua vé số đó, cậu phù hộ cho bà trúng đi rồi chị em con làm từ thiện thay thế cho cậu. Vậy đi. Tại mình mua vé số mà. Ai cũng mộng chuyện đó mà. Ha cậu ha. Đó, mặt cậu năm ha. Quay quay hùng luôn nha cô chú anh chị. Đó. Mặt nhìn quay hùng luôn. Rồi giờ em cập nhật mộ của cậu năm cho cô chú anh chị xem ha. Wow, trời buổi sáng này là không có mây luôn á. Hai cây mai đẹp quá. Hai cây mai này nở hết rồi, cây mai trên mộ của cậu cũng nở luôn nha. Đó. Đây là hai cây phát tài, hai chậu phát tài này của chị Hồng Ngọc ha. Mộ của cô năm bằng đêm đẹp lắm cô chú anh chị, nhưng mà em chưa có quay bằng đêm được lúc nào hết. Tại vì em ở xa quá cũng không có lên được để mà quay bằng đêm. Chiều thì cũng phải về. Nên không có cập nhật bằng đêm cho cô chú anh chị xem ha. Em quay bằng ngày cho cô chú anh chị xem. Đó cô chú anh chị. Hai cặp dưa đem xuống đây ha. Mấy chậu bông thọ này quá tốt. Đẹp dễ sợ luôn. Đó cô chú anh chị. Mộ của cô năm rất là đẹp luôn. Hai cây tắc nãy này thì nó chín hết rồi. Ô nó còn ra trái nè. Nó còn ra trái nhỏ 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 quá chừng luôn nè. Ồ. Một chùm này hôm bữa tới giờ mà nó cũng không lớn như được mấy. Mấy cây tắc nó chín hết rồi. Đẹp. Nó có chứ anh chị. Cái chậu bông thọ này rất là đẹp luôn. Tươi rói cây mai. Cái mai này chắc bị hư hay gì chết lá hết cô chú anh chị. Đó. Mới ra lá non non cũng chết hết trơn hư hết à. Cái đường đi vô mộ của cậu năm ha. Rất là đẹp luôn. Hai ông rồng nay bắt đầu ra bông. Ra bông cái đầu thôi, còn cái đuôi không thấy bông đâu hết. Đó cô chú anh chị. Sen. Đây bình sen. À, đây là đá đá xanh xanh này là của chị Hồng Ngọc ha. Chị trang trí cái chậu rồng này cho cậu năm cho đẹp ha cô chú anh chị. Đây. Đây là đá màu. Đá này mấy màu luôn để trang trí mấy cái chậu này cho đẹp cho cậu năm. Mới đây là đã mùng 3 Tết rồi cô chú anh chị, sắp hết Tết rồi, ngày hôm nay nữa hết Tết rồi. Đó. Bánh chưng bánh đồ này ha, dưa hấu.
Vòng vòng bên kia là mộ của cô Thanh Kim Huệ này kia nọ, rồi cũng đẹp nha cô chú anh chị, cũng bông hoa rồi cũng đẹp lắm nha. Đó. Nói chung là chỗ nào cũng đẹp hết á, mỗi chỗ đẹp mỗi khác. Đó. Ở đằng kia thì bông bông mặt trời, bông mặt trời bây giờ là ở đầu nó ra hoa, nó ra hoa rất là đẹp luôn. Đó. Giờ ở đầu nó đang ra hoa. Đó, cô chú anh chị. Đây là bên đây là mộ của cô Thanh Kim Huệ nha. Thành cô Thanh Kim Huệ ha. Bên kia là cô Thanh Kim Huệ với chú Thanh Điền và đóng ngao sọt hến, Quyện Quang với thị hến ha. Khắp mộ của cậu là toàn là màu vàng với màu đỏ. Mai vàng, những cánh mai bắt đầu rơi rụng ha, những cánh mai đã bắt đầu rơi rụng, tại vì hết Tết rồi là những cánh mai này bắt đầu sẽ rơi rụng, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái châu này rất là đẹp luôn, em sẽ review vòng vòng mộ của cô Năm cho cô chú anh chị xem ha. Chậu lan đây là có gì là em review hết cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Cái cây bằng thằng của cậu Năm nha. Quá trời đẹp luôn. À, hôm nay thì ngày mùng 3 thì cũng hơi vắng khán giả ha. Tại vì mùng 3 chắc người ta cũng ở nhà người ta cúng kiến. À, có thể là trưa trưa hay hoặc là chiều người ta mới tới giếng ha cô chú anh chị. Nên nó hơi vắng buổi sáng. Wow. Có chàng Lương Sơn Bá đang bay bay bay. Lại xuất hiện chàng Lương Sơn Bá. Có mấy người khán giả tới ha. Mấy người khán giả tới giếng. Dạ con chào mấy chú. Mấy chú tới dưới mộ con Năm. Dạ nhang ngay hũ đó đó chú. Dạ nhang trong hũ để đó đó đốt. Thu đời nhiều quá. Chú ở đâu tới đây chú? À dạ ở Tân Nguyên. Nhân này chú. Được rồi, nó đó đại diện rồi. Đủ ghế rồi vậy. Nói gì nói mấy con này quay luôn lên xin keo gì xin nói chỗ này quay luôn chứ muốn xin keo vậy em cũng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị.
Nếu cô chú anh chị xem thấy kênh hay và có nghĩa cho em xin một like, đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Em cũng không quên chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều may mắn ha.